Xin chào anh em nhé. Hôm nay em đã test xong cái lô mic BBS mã số là KVS199. Để thu đây. Cái mic này với lại mã K100, K400 và U4300, U4500 đấy, nó cùng một cái loại đầu nhé. Đấy, và đầu và tay của nó ăn nhau hết. Nói chung là nó như một. Chất âm của nó sẽ như nhau luôn. Đều sử dụng cái loại côn nhựa này. Côn nhựa này có đời màu đen, đời màu vàng, nhưng mà đều là chính hãng của BBS hết. Ở đây là toàn côn bãi xịn nguyên bản 100% nhé. Đấy. Côn vẫn còn nhìn rất là mới. Và cái lô này tay toàn bộ em sơn lại hết rồi nhé. Và đây không phải người Việt Nam sơn, mà sơn từ bên Trung Quốc. Nhìn đẹp như kiểu là zin luôn. Chẳng qua là sơn rồi nó đè hết cả những cái chữ này đi thôi. Còn toàn bộ đầu chụp đấy em thay mới hết rồi. Đầu chụp nó méo, nó bẩn, em thay đầu chụp mới hết. Để cho cái giá cho nhân chơi rất là rẻ thôi. 2 triệu một bộ, bao ship toàn quốc. Và đây là dòng 6 số, không có tự ngắt nhé. Đây là mã, những cái mã này là mã đời K199 này là tay đuôi chuột. Đấy, toàn bộ những cái tay đuôi chuột thì về đa số là lấy kẹp pin gãy hết rồi. Nhưng mà cái này lắp pin nó vẫn rất là chặt nhé, không ảnh hưởng gì cả. Nói chung là trông vẫn rất là đẹp. Những anh em nào làm sự kiện thì chơi cái bộ này rất hợp. Tại vì những cái đời mà có Canon, những cái đời mà có giác Canon và dâu là dâu xoáy thì sóng rất là khỏe. Và không có sự kiện, không có tự ngắt ấy, thì lại hợp với sự kiện hơn. Tại vì những anh em mà làm sự kiện thì đa số mà mic có tự ngắt thì về anh em cũng toàn tắt đi luôn. Đấy, có tự ngắt mà dùng sự kiện thì lắm lúc thì nó lại thành bất tiện. Đấy, 14 bộ đã test ngon lành. Ruột gan thì zin hết nhé. Ruột gan là zin đẹp hết. Vỏ mic xước sát là bên kia đã sơn lại từ bên kia rồi. Bây giờ nhìn một cái vỏ này với lại cái vỏ sơn zin nguyên bản không khác gì nhau luôn. Đấy, bên kia người ta sơn rất đẹp, rất chắc chắn, mài thoải mái. Giá 2 triệu bao ship toàn quốc, tặng kèm đầy đủ chống lăn và rắc 6 ly. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Anh em nào mua hàng lần đầu thì cọc giúp em 100.000 tiền cước nhé. Nói chung là dòng này K100, K9, K199, U4300, U4500 chất âm như nhau. Tại vì cùng một loại mạch, cùng một loại côn. Đấy. Tay giống hệt nhau luôn. Bắt sang đầu thu của nhau là ăn luôn. Thế là chất âm y hệt như nhau nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Xin chào anh em.